Trong một cánh rừng ở Bà Rịa Vũng Tàu, nhóm săn ảnh chim hoang dã đã phát hiện nhiều con chim đẹp nằm phơi xác giữa rừng vắng. Ít nhất có 4 con chim bị dính lưới chết khô. Đây đều là những loài chim có bộ lông rất đẹp. Những con chim này đã vô tình dính vào lưới tàng hình và chết tức tưởi.